Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của Báo Tiền Phong. Liên quan đến sai phạm có dính líu tới công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị truy nã, ngày 24 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bà Trần Thị Bình Minh, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM trong vụ án liên quan đến chủ tịch công ty AIC. Cấp dưới của bà Minh, ông Phan Tất Thắng, cựu phó phòng kinh tế cũng bị truy tố cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Viện Kiểm sát cũng truy tố 3 lãnh đạo của công ty AIC hiện đang bỏ trốn, gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC, Trần Mạnh Hà, phó tổng giám đốc AIC và Trần Đăng Tấn, trưởng văn phòng AIC tại TP.HCM. Cùng vụ án có 9 người khác bị truy tố, trong đó riêng ông Dương Hoa Sô, giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM bị truy tố tội nhận hối lộ với 6 lần nhận quà cảm ơn, 14,4 tỷ đồng từ bà Nhàn AIC. Theo cáo trạng, dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Công nghệ Sinh học được Ủy ban Nhân dân TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2006. Chủ đầu tư là Trung tâm Công nghệ Sinh học, cơ quan chủ quản là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM. Trong một sự kiện tại TP.HCM, bà Nhàn đã bắt mối, làm quen với bà Bình Minh, khi đó đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau đó bà Nhàn cùng cấp phó của mình là Trần Mạnh Hà nhiều lần đến phòng làm việc của bà Minh, chào xã giao và tìm cách nhờ giúp đỡ, nhằm thâu tóm các gói thầu tại Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM. Từ tháng 3 năm 2016, khi được giao phụ trách dự án 12 phòng thí nghiệm tại Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM, bà Minh nhiều lần gặp ông Dương Hoa Sô trong các cuộc họp và được ông Sô đề nghị tạo điều kiện triển khai dự án. Đồng thời, ông Hà cũng nhiều lần đến gặp gỡ bà Minh tạo điều kiện cho AIC. Ngày 22 tháng 11 năm 2017, ông Sô ký tờ trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất điều chỉnh danh mục thiết bị và thời gian thực hiện giai đoạn 2 và 3 của dự án. Theo đó, giá trị thiết bị toàn dự án tăng từ 425 tỷ đồng lên gần 469 tỷ đồng. Do tác động từ ông Hà và ông Sô, bà Minh đã ký quyết định của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư 12 phòng thí nghiệm và giá trang thiết bị tăng gần 44 tỷ đồng. Tiếp đó, ông Sô đề nghị Sở phê duyệt dự toán cũng như điều chỉnh kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2 và 3 trong năm 2018-2019. Trên cơ sở thẩm định của cấp dưới, giữa tháng 1 năm 2018, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM ký phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Viện Kiểm sát cáo buộc, khi cấp dưới phát hiện chưa có cơ sở pháp lý xem xét thẩm định dự toán giai đoạn 2 và 3, đã báo cáo lên nhưng phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM vẫn bỏ qua. Bà Minh chỉ yêu cầu Trung tâm Công nghệ Sinh học sửa tờ trình đề xuất phê duyệt dự toán và yêu cầu cấp dưới tiếp tục thẩm định thay vì hủy quyết định phê duyệt dự toán sai quy định trước đó. Đáng chú ý, cựu phó giám đốc Sở cũng không họp với các sở ngành liên quan để làm rõ cơ sở thay đổi dự toán. Sau đó bà Minh ký phê duyệt dự toán giai đoạn 2 và 3 với 12 phòng thí nghiệm, tổng giá trị gần 300 tỷ đồng theo đề xuất của Trung tâm Công nghệ Sinh học. Khai tại cơ quan điều tra, bà Minh thừa nhận khi điều chỉnh dự án, dự toán đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định pháp luật. Bà giải thích việc không tổ chức họp với các sở ngành bởi sắp nghỉ hưu đã được ông Hà và ông Sô tác động. Kết quả điều tra xác định bà Trần Thị Bình Minh đã bỏ qua sai sót, tạo điều kiện cho công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu dự án 12 phòng thí nghiệm, gây thiệt hại 33 tỷ đồng. Theo cáo trạng, do được tạo điều kiện khi thẩm định điều chỉnh dự án, dự toán, Phó Tổng Giám đốc AIC đã 4 lần đến gửi quà cho bà Minh với tổng 900 triệu đồng. Sau khi trúng các gói thầu từ năm 2015 đến năm 2018, bà Nhàn đã chỉ đạo ông Trần Mạnh Hà là Phó Tổng Giám đốc công ty AIC và ông Trần Đăng Tấn, trưởng đại diện công ty AIC tại TP.HCM, 6 lần đưa tiền cho ông Dương Hoa Sô với tổng số tiền là 14,4 tỷ đồng. Sau khi nhận số tiền trên, ông Sô 2 lần đưa tiền cho cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng 1 tỷ đồng. Cơ quan truy tố cáo buộc bà Minh được hưởng lợi bất chính 1,9 tỷ đồng và đã tiêu dùng cá nhân. Hành vi của cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cùng cấp dưới bị cáo buộc vi phạm quy định pháp luật, tạo điều kiện cho Trung tâm Công nghệ Sinh học, công ty AIC hợp thức việc nâng giá dự toán các gói thầu giai đoạn 1 và nâng giá gói thầu giai đoạn 2, 3, gây thiệt hại cho nhà nước tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, liên quan đến vụ án trên, có 4 bị can hiện đang bỏ trốn, gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC, Trần Mạnh Hà, phó tổng giám đốc AIC, Trần Đăng Tấn, trưởng văn phòng AIC tại TP.HCM và Đỗ Văn Trường, tổng giám đốc công ty cổ phần Mofa. Viện Kiểm sát kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 3 người trên đến cơ quan công an hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân nơi gần nhất đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.
nếu bà Nhàn và những người trên tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và vẫn truy tố ra tòa xét xử theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang được Bộ Công an điều tra, mới đây, Thanh tra đã kiến nghị xử lý trách nhiệm hai nguyên giám đốc sở và một nguyên giám đốc bệnh viện tại Bình Thuận và chuyển cơ quan điều tra. Cụ thể, liên quan đến 10 trên 11 gói thầu của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, gọi tắt là Công ty AIC, trúng thầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ngoài việc chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra, Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý trách nhiệm những tổ chức, cá nhân liên quan. Đối với 3 gói thầu do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư đều do Công ty AIC trúng thầu, chênh lệch số tiền hơn 15,4 tỷ đồng. Để xảy ra những tồn tại, thiếu sót, vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về ông Phan Đoàn Thái, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, gồm ông Bùi Đình Thoa, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu, bà Vương Diễm Uyên và ông Nguyễn Ngọc Cường. Ông Nguyễn Văn Hoa, phó giám đốc Sở Tài chính và các cá nhân có liên quan thuộc Sở Tài chính do thực hiện thẩm định nội dung về hồ sơ và tham khảo thông tin từ báo giá của các đơn vị cung cấp, không thực hiện trình tự, thủ tục thẩm định giá, gói thầu theo quy định. Ông Ngô Hiếu Toàn, nguyên phó giám đốc Sở Tài chính và các cá nhân có liên quan thuộc Sở Tài chính trong việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt khi chưa xác định giá gói thầu. Ông Nguyễn Văn Phong, nguyên phó giám đốc Sở Tài chính và các cá nhân có liên quan thuộc đoàn thanh tra được thành lập vào tháng 4 năm 2018 nhưng không phát hiện những tồn tại, thiếu sót, vi phạm nêu trên. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng và đầu tư Phúc Thịnh là đơn vị tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ yêu cầu và công ty AIC. Đối với 6 trên 7 gói thầu Sở Y tế là chủ đầu tư, công ty AIC trúng thầu có giá chênh lệch 16,6 tỷ đồng để xảy ra những tồn tại, thiếu sót, vi phạm nêu trên. Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Văn Nhơn, nguyên giám đốc Sở Y tế và các cá nhân có liên quan thuộc Sở. Công ty cổ phần MOFA là đơn vị tư vấn thiết kế, dự toán. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bình Thuận là đơn vị thẩm tra thiết kế, dự toán, quản lý dự án, giám sát, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. Trung tâm tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thuận là đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu và công ty AIC. Đối với gói thầu tại Bệnh viện Y học cổ truyền, chênh lệch hơn 4 tỷ đồng. Trong đó có 20 trên 36 thiết bị có giá trị tăng 150% đến 450%. Trách nhiệm thuộc về ông Cao Đức Cường, nguyên giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và các cá nhân có liên quan thuộc bệnh viện. Ông Nguyễn Văn Phong, nguyên phó giám đốc Sở Tài chính và các cá nhân có liên quan thuộc Sở Tài chính chỉ thực hiện thẩm định nội dung về hồ sơ và tham khảo thông tin từ báo giá của các đơn vị cung cấp, không thực hiện thẩm định giá gói thầu theo quy định. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và dịch vụ y tế HS là đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cũng như tư vấn giám sát lắp đặt. Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Nam Sài Gòn là đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu và công ty AIC. Chánh thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định, giao Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với ông Phan Đoàn Thái, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Văn Nhơn, nguyên giám đốc Sở Y tế và ông Cao Đức Cường, nguyên giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền về những tồn tại, thiếu sót, vi phạm nêu trên. Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân theo thẩm quyền tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền để xảy ra những tồn tại, thiếu sót, vi phạm nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khắc phục các thiết bị mà công ty AIC cung cấp cho các trường học trên địa bàn tỉnh không đúng hợp đồng đã ký. Đối với gói thầu hệ thống xử lý chất thải rắn tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận, bệnh viện cho biết từ lúc Sở Y tế lập biên bản nghiệm thu đến nay, hệ thống chỉ vận hành chạy thử, chưa đưa vào thử nghiệm. Nguyên nhân là do khi vận hành hệ thống thải khí gây ô nhiễm, người dân xung quanh phản ánh nên bệnh viện không sử dụng và dừng hoạt động hệ thống này. Tuy nhiên, việc dừng này, bệnh viện không báo cáo Sở Y tế để xử lý. Thanh tra tỉnh đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tổ chức cá nhân có liên quan đến những tồn tại, thiếu sót trên và yêu cầu tổ chức xử lý, khắc phục. Hệ thống xử lý rác thải tại Bệnh viện Đa khoa khu Nam Bình Thuận hiện đang dừng hoạt động. Chánh thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản chuyển cơ quan điều tra công an tỉnh, điều tra làm rõ một số dấu hiệu sai phạm, yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan tới dự án nâng cao năng lực quan trắc và giám sát môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế, công ty AIC,
không phải là thành viên của nhà thầu liên danh, nhưng thực hiện nhập khẩu và cung cấp cho công ty cổ phần tư vấn công nghệ và thiết bị Pha Lê, nhà thầu tham gia liên danh, để thực hiện lắp đặt 3 trạm quan trắc không khí tự động. Diễn biến cụ thể của vụ việc trên như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết ngay sau đây. Làm rõ một số dấu hiệu vi phạm. Dự án nâng cao năng lực quan trắc và giám sát môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1781 ngày 30 tháng 9 năm 2019. Quy mô dự án đầu tư xây dựng 3 trạm quan trắc không khí tự động và một trung tâm điều hành, đầu tư máy móc, thiết bị cho phòng thí nghiệm để phục vụ nhu cầu phân tích, quan trắc hiện trạng của Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Tổng mức đầu tư là hơn 47 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách sự nghiệp môi trường, hình thức quản lý đầu tư được chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. Sau khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, ngày 6 tháng 12 năm 2019, với trách nhiệm của chủ đầu tư dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký hợp đồng số 35 với nhà trúng thầu là nhà thầu liên danh Công ty Cổ phần Uy tín Toàn cầu và Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ và Thiết bị Pha Lê, nhà thầu liên danh để thực hiện gói thầu số 05. Qua thanh tra cho thấy, việc lập, thẩm định dự án còn một số nội dung chưa đảm bảo quy định. Cụ thể, nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công sử dụng báo giá thiết bị của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tân Phú để lập dự toán. Mặc dù báo giá thiết bị có quy định, hiệu lực của báo giá là 90 ngày kể từ ngày thông báo. Tuy nhiên, báo giá không có thông tin về ngày tháng đặt với báo giá, do đó không có cơ sở để xác định hiệu lực của báo giá. Quá trình thực hiện hợp đồng số 35, ngày 13 tháng 12 năm 2019, nhà thầu liên danh có văn bản số 98 về việc giải trình sai khác thiết bị hợp đồng 35 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, nhà thầu liên danh có đề xuất thay đổi về model, xuất xứ, thông số kỹ thuật đối với các danh mục thiết bị với tổng giá trị là 893,37 triệu đồng. Qua xem xét hồ sơ, nhà thầu trúng thầu đã lập danh mục 12 thiết bị theo đề nghị của văn bản số 98. Tuy nhiên, không rõ lý do đề nghị thay thế thiết bị, kiểm tra thẩm định các thiết bị đề nghị được thay thế có đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng theo hồ sơ mời thầu hay không. Không tổ chức thẩm định giá các thiết bị đề nghị được thay thế, không có văn bản chủ đầu tư về việc xem xét, giải quyết đề nghị của nhà thầu liên danh, không có phiếu lý lịch hợp đồng, văn bản ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu về việc thống nhất thay đổi thiết bị so với hồ sơ trúng thầu và hợp đồng đã ký theo quy định. Kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng gói thầu cho thấy, đối với thiết bị nhập khẩu gồm có chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng và số thiết bị đều được đính chứng bản dịch, khai báo hàng hóa nhập khẩu thông quan. Đối với thiết bị mua trong nước có phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của nhà sản xuất. Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu còn có nội dung không đảm bảo quy định như biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên tục, không tải đối với trạm quan trắc môi trường tự động ngày 21 tháng 12 năm 2019, không ghi ngày thông qua và thành phần tham gia nghiệm thu. Có 20 loại thiết bị được chủ đầu tư, nhà thầu liên danh, nhà thầu tư vấn giám sát thi công, lắp đặt thiết bị và đơn vị sử dụng tổ chức nghiệm thu, trong khi thực tế tại thời điểm nghiệm thu chưa có thiết bị là không đúng với quy định Điều 27, Nghị định số 46/2015. Ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn và Xây dựng HDC là nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, không thực hiện việc thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Sở Tài nguyên và Môi trường đã thanh toán chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn và Xây dựng HDC toàn bộ 127 triệu 539 nghìn đồng. Công ty AIC bất ngờ xuất hiện. Trong số các gói thầu thuộc dự án, gói mua sắm trang thiết bị số 05 chiếm 45,2 tỷ đồng, được tổ chức lựa chọn nhà thầu vào quý 4 năm 2019. Sau khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã ký hợp đồng với liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Uy tín Toàn cầu, Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Thiết bị Pha Lê để thực hiện gói thầu số 05. Nhà thầu liên danh đã hoàn thành việc mua sắm, lắp đặt trang thiết bị của dự án. Sau khi nghiệm thu, ngày 22 tháng 1 năm 2020, chủ đầu tư đã hoàn thành thanh toán cho nhà thầu liên danh theo giá trị của hợp đồng. Qua kiểm tra xác minh, thanh tra tỉnh Lạng Sơn cho biết việc lập thẩm định dự án còn có nội dung chưa đảm bảo quy định. Cụ thể, nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công sử dụng báo giá của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tân Phú để lập dự toán. Mặc dù báo giá thiết bị có quy định hiệu lực là 90 ngày kể từ khi thông báo, tuy nhiên, báo giá do nhà thầu cung cấp không có thông tin về ngày tháng phát hành báo giá, do đó không có cơ sở để xác định báo giá. Về công tác nghiệm thu, bàn giao thiết bị quan trắc, trong quá trình thực hiện hợp đồng, liên danh nhà thầu có đề xuất thay đổi một số model, xuất xứ và thông số kỹ thuật với 12 danh mục do sản phẩm đã ngừng sản xuất. Tuy nhiên, Sở không làm rõ lý do đề nghị thay thế thiết bị, đồng thời không kiểm tra, thẩm định các thiết bị được đề nghị thay thế, có đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng theo hồ sơ mời thầu hay không, không có tổ chức thẩm định giá về các thiết bị được đề nghị thay thế. Liên quan đến việc thực hiện hợp đồng,
Tránh Thanh tra tỉnh trước đó đã có văn bản chuyển cơ quan điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra làm rõ một số dấu hiệu sai phạm, trong đó có nội dung nhà thầu không thực hiện đúng thỏa thuận liên danh, không thực hiện đúng hợp đồng đã ký với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Cụ thể, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC không phải là thành viên của liên danh nhà thầu, nhưng thực hiện nhập khẩu và cung cấp thiết bị để thực hiện lắp đặt 3 trạm quan trắc không khí tự động. Từ kết quả thanh tra nêu trên, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Tránh Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót, sai phạm được chỉ ra trong quá trình thanh tra, xử lý theo tính chất, mức độ để xử lý theo quy định. Nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra qua thanh tra, tổ chức thu hồi nộp số tiền 42.513.000 đồng vào tài khoản tạm giữ để xử lý. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC cùng 13 bị can khác về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phân công, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án. Theo cáo trạng, dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học được Ủy ban Nhân dân TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 1 năm 2006 với tổng diện tích 230m², tổng mức đầu tư dự kiến 1.632 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Trung tâm Công nghệ sinh học. Vào khoảng tháng 4 năm 2014, ông Dương Hoa Sô, cựu giám đốc trung tâm, gặp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại lễ khánh thành trung tâm nuôi cấy mô thực vật. Lúc này, bà Nhàn trao đổi với ông Sô nhằm được tạo điều kiện cho công ty AIC tham gia trúng thầu để thực hiện gói thầu của dự án. Bà Nhàn hứa sẽ gửi quà cảm ơn ông Sô và các anh em. Hiểu rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ giữ lời hứa, ông Dương Hoa Sô sau đó đã để công ty AIC tham gia đấu thầu và trúng thầu các gói thầu thuộc dự án nêu trên. Bà Nhàn là chủ tịch công ty AIC, có trụ sở chính tại Hà Nội và có văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bà là người có toàn quyền quyết định việc thu chi, tất cả các đối tượng khác chỉ là người làm thuê. Sau khi đã thông đồng với các cá nhân ở Trung tâm Công nghệ sinh học và một số công ty để thực hiện việc trúng thầu các gói thầu của dự án, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo bộ phận kế toán tại trụ sở công ty AIC ở Hà Nội nhiều lần chuyển tiền vào văn phòng phía Nam của công ty AIC để ông Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc AIC và Trần Đăng Tấn, trưởng văn phòng AIC tại Thành phố Hồ Chí Minh, đưa cho ông Dương Hoa Sô, cựu giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, 14,4 tỷ đồng. Nhận tiền hối lộ, ông Sô đã đưa bà Trần Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, số tiền 1 tỷ đồng. Nguyễn Đăng Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học 950 triệu đồng, đưa Thành nhiều lần, từ năm 2016 đến năm 2020. Nguyễn Viết Thạch, trưởng Ban Quản lý Xây dựng Công trình thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học, 1,1 tỷ đồng. Số tiền còn lại là 11,3 tỷ đồng, ông Dương Hoa Sô sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, ông Dương Hoa Sô đã nộp lại 11,5 tỷ đồng, ông Quân nộp lại 700 triệu đồng, ông Thạch nộp 200 triệu đồng, bà Minh nộp 800 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Những người này đều được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đánh giá thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đánh giá đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và xã hội quan tâm. Một số bị can đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án, cần phải xử lý nghiêm theo quy định. Sát nhân dân tối cao, các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn, Võ Văn Trường, nhân viên AIC đã bỏ trốn, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã nhưng chưa có kết quả. Cơ quan điều tra đã phát thư kêu gọi những người trên ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đồng thời áp dụng đầy đủ các biện pháp để đảm bảo thực hiện quyền bào chữa theo quy định. Trường hợp không ra đầu thú, coi như từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố xét xử. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.